Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel Hệ Nhị Phân của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với một bài tập Excel về đếm với hàm mạng sum product. Thì yêu cầu rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta sẽ có một cái bảng giờ chấm công như thế này. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là phải đếm số lần trong 3 trường hợp: bình thường, bị muộn, không có dữ liệu và làm ngày nghỉ. Thì sau khi hoàn thành xong thì chúng ta sẽ đếm được một cái bảng đầu tiên là như thế này, theo cái bảng dữ liệu ở đây. Thì bây giờ mình sẽ thao tác để có thể làm được một cái bảng như thế này nhé. Thì đầu tiên mọi người sẽ tải cho mình cái file để dưới phần mô tả nhé. Thì sau khi mọi người tải xong thì chúng ta sẽ có được một cái bảng như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi từng trường hợp một. Trường đầu tiên tức là bình thường, ca ngày trước 8 giờ sáng là bình thường, ca đêm trước 7 giờ tối là bình thường, trừ ngày chủ nhật. Thì chúng ta sẽ dùng hàm sum product nhé, bằng sum product. Rồi chúng ta sẽ đi từng điều kiện một. Trước 8 giờ sáng, trước 7 giờ tối thì đầu tiên là cái này, nó phải nhỏ hơn. Time 8 giờ sáng đúng không? 8.0.0 đúng không? Tiếp cái ngoặc. Các điều kiện phải xảy ra đồng thời thì chúng ta sẽ dùng dấu nhân ở đây. Nhân với cái gì? Nhân với cái này. Khác ngày chủ nhật. Đây chúng ta sẽ để bằng đi. Sự ưu ái đến đúng 8 giờ cũng được. Sun. Ok, điều kiện thứ hai nhá. Khác ngày chủ nhật. Rồi nhân tiếp, điều kiện thứ ba là ngày đó là phải có chấm công, tức là cái này. Khác rỗng. Thêm một cái. Tại vì cái dòng dưới này nhá, dòng dưới này cũng tương tự như dòng trên đúng không? Thì chúng ta sẽ khóa lại cái dòng này. Thì khi chúng ta kéo công thức xuống dưới thì cái nghỉ ngày chủ nhật này, cái so sánh với cái thời gian ngày chủ nhật này vẫn được giữ nguyên. À, enter một cái. Bình thường là 10 đúng không? Thử nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10. Chuẩn luôn. Một ngày bị muộn đây này. Giờ chúng ta sẽ trường hợp bị muộn. Muộn cũng tương tự thôi. Ta dùng sum product. Rồi cái này thì sẽ lớn hơn time 8 này 0.0 hoặc cái chả hoặc tiếp nhân cái này nó khác chủ nhật hoặc cái nhân này khác rộng không ạ không ạ enter đấy bị muộn một này. Giờ khóa cái này vào nhá, khóa cái E2 R2 này này, cho cái array là thứ này nó được giữ nguyên để khi chúng ta kéo cái công thức xuống cái bên dưới thì nó không có gì thay đổi cả, không có dữ liệu là nghỉ ngày thường. Chúng ta sẽ bằng sum product. Tương tự thôi, cái này thì sẽ bằng rỗng hoặc cá nhân. Cái này khóa luôn lại nhé, F4 để khóa này. Khác chủ nhật không à, thế thôi nhỉ. 1 là nghỉ thứ 5. 5 ngày nghỉ tức là ngày mấy chủ nhật. Bằng sum product. Cái này bằng sun tiếp cái này khác rộng nó mà cái nó mà phân nữa nhỉ. Ok, đấy, khóa này lại nhá. 4 cái enter là 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy công thức dưới, chọn này các chuyên đề cái không bị muộn, không có dữ liệu là 2 1 2, chuẩn luôn, không là ngày chủ nhật, quá chuẩn. Bình thường 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, quá chuẩn. Đối với ca đêm đó là tương tự thôi, bằng sum product này
đầu là thời gian. Cái này thì sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3.19.0. Theo cái này không cần khóa đâu, tại vì để mở cái ngoặc này nhỉ? Tại vì mình cũng không kéo công thức đi đâu cả, không khóa được, chọn hết nhá, khóa hết. Cái này thì vẫn khác. Sun theo này, tiếp tục cái này mình kéo ngược đây, bởi vì nếu kéo xuôi thì nó bị chạm vào cái chỗ công thức này, mình không thể kéo được từ E5 mà đến R5 được, mình phải kéo ngược lại. Nếu còn không kéo nữa mọi người sẽ phải có tay nhé, cái gì sẽ khác rỗng. Không một cái Enter 10 bị muộn. Bằng sum product, mọi người đừng ngại có lại nhé, mình thấy có lại này nhớ đấy, muộn nhá. Cái này thì sẽ là cái này, một cái chắc hẳn này thì sẽ lớn hơn 3.19 nhân rộng nhân với cái này, bốn cái nhỉ, khác sun enter 2 đi muộn đây, thứ hai này thì 7:15 và 8:00 mới đến này, thứ bảy này. Không có dữ liệu bằng sum product. Cái này để bốn cái khác sàn nhân cái này bằng từ cái 5 ngày nghỉ, điền luôn là 1 nhỉ, ngày chủ nhật nhìn phát thấy ngay. Đôi khi chúng ta không nên lạm dụng quá công thức đâu, nhìn thấy thì điền luôn. Cái này khác rộng nhân cái này bốn cái bằng sàn đấy, 5 ngày chủ nhật. Vậy là xong, mình đã hoàn thành xong cái bảng đếm này. Thì gõ sum product thôi, một loạt, gõ lại chủ yếu là các điều kiện của nó thôi. Mọi người gõ lại như này nhá để nhớ sum product. Cái này rất hay nhá. Ứng dụng sum product nó để kiểu tính tổng của các tích. Thì đây nó sẽ được liên hệ này, đếm. Rất là hay. Thì mọi người tham khảo cái cách làm này của mình, tự làm rồi sau đó so sánh lại nhá. Rồi ok, vậy là mình đã hướng xong mọi người cái bài tập về đếm với hàm mạng sum product. Mọi người thấy hay thì hãy nhớ like video, đăng ký kênh của mình nhé, like fanpage và donate của mình nữa. Xin chào.